Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi nếu nghiệp trổ khiến mình đau khổ, nếu con tiếp tục giữ giới bố thí hành thiền thì sự khổ đau ấy có thuyên giảm và chấm dứt hay không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nghiệp nó trổ quả, những cái nghiệp bất thiện nó trổ khiến cho mình đau khổ thì sẽ có trong cuộc sống hàng ngày. Cứ lúc nào mình gặp những cái cảnh không như ý, mà những cái cảnh bất an khổ đau ấy, thì đó là nghiệp bất thiện nó trổ. Nhưng mà đôi khi những nghiệp bất thiện rất là mạnh, nó trổ nó khiến cho mình gặp những cái rủi ro, những cái tai nạn, những cái nỗi khổ về thân về tâm rất là lớn, thì lúc đấy mình làm những cái việc phước lành nó sẽ có hỗ trợ, nó sẽ có giúp làm vơi bớt những cái nghiệp bất thiện đó đi. Nó còn tùy theo, nhưng nếu mà cái nghiệp mà nhẹ, mà cái người nào mà biết làm việc phước nhiều thì đến khi nó trổ thì nó cũng trổ nhẹ hơn. Cái điều đó là có, mình có làm việc phước thì cái nghiệp nó cũng có, nó có một phần nó cũng giảm bớt đi được một chút. Và những cái phước đó nó mạnh nữa thì nó lại đến sau này những cái phước đó nó trổ thì mình sẽ gặp được những cái phước lành nữa. Nên là vì vậy ngay cái lúc mà mình làm việc phước ấy, mình sẽ thấy cái tâm của mình nó cũng có cái sự hoan hỷ, có cái sự an vui đối với những cái việc phước đó, thì nó cũng làm giảm bớt đi cái sầu bi ưu não khổ đau. Thế thì mình có nên làm việc phước ngay cả trong cái lúc đang khổ đau đấy mà có thể làm được việc phước gì thì cũng cứ nên làm phước. Nhưng mà mình cũng đừng có cái hy vọng tuyệt đối rằng là khi ta làm xong cái việc phước này sẽ hết cái nỗi khổ này. Nó có làm phước ấy, thì nó cũng giống như là một cái người đi gieo nhân, nhưng mà nó trổ quả thì nó cũng phải trải qua cái năm tháng. Như người gieo hạt giống thì nó cũng phải trải qua năm tháng. Như cái nghiệp bất thiện mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ nó mới trổ quả, chứ nó trổ quả ở hiện tại thì chỉ là một phần nhỏ thôi, nó trổ quả ở tương lai mới là nhiều. Cũng như vậy những việc phước mình làm ấy, thì nó trổ quả ở hiện tại thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nó trổ ở tương lai mới là nhiều. Thế nên là nó chỉ giảm bớt đi được một phần rất nhỏ bé nào đấy thôi, chứ không thể nói rằng là cái việc phước ấy nó sẽ hoàn toàn thay đổi được cái nghiệp bất thiện kia, nó sẽ làm cho mình hết được cái khổ đau đó. Thì điều nó không có, nó chỉ giảm bớt được một chút xíu nào đấy thôi.